Liên quan đến vụ việc, anh Nguyễn Ngọc Long, 33 tuổi, ngụ xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu, được phát hiện tử vong sau đêm đi bắt cá. Công an địa phương cho biết vẫn đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân, cũng như điều tra xem đây có phải là một vụ án giết người hay không. Ngoài ra, trong ngày 14 tháng 7, Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành lấy lời khai một số người để làm rõ mối quan hệ của nạn nhân nhằm điều tra nguyên nhân tử vong của anh Long. Song, điều khiến dư luận và cả người thân của nạn nhân bàng hoàng nhất là khi phát hiện sự việc thì thấy anh Long có nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại. Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 7, anh Long rời khỏi nhà ở khu vực cầu Rạch Thăng để đi bắt cá, nhưng sau đó không thấy trở về. Khi đó, trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có mưa lớn, nên anh Long cùng một số người khác đi bắt cá cải thiện bữa ăn. Một lúc sau, anh Long kêu mọi người về nhà, còn mình đi đâu không rõ. Sáng 13 tháng 7, bà Nguyễn Thị Hạnh, 41 tuổi, chị gái anh Long, xuống nhà bà Nguyễn Thị Mỹ, dì ruột của anh Long, cũng là nơi anh Long sinh sống, thì được người dì cho biết anh Long đi bắt cá cả đêm không thấy về. Nghe vậy, bà Hạnh nóng ruột, liền bảo con trai và anh Nguyễn Tuấn Kiệt, bà con của Long, cùng ra đồng tìm kiếm. Bà Hạnh kể rằng mọi người tìm nhiều nơi, gọi khẳng tiếng nhưng vẫn không tìm thấy anh Long đâu cả. Khi bà cùng mọi người đi đến khu mộ cạnh ao nuôi tôm thì bỗng thấy cơ thể có điều gì đó khác lạ, lòng bồn chồn khó tả. Linh tính mách bảo bà Hạnh rằng em trai đang nằm ở đống cỏ gần đó. Thế là bà quay lại gọi anh Kiệt cùng đi ra dỡ đống cỏ để kiểm tra. Lúc này mọi người hốt hoảng nhìn thấy anh Long nằm bất động dưới nước trong tư thế nằm ngửa. Bà Hạnh và anh Kiệt kéo anh Long đặt lên bờ rồi hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Bà Hạnh chia sẻ lúc đấy như ma xui quỷ khiến nên bà mới đi đến khu vực đống cỏ, chứ không phải nhìn ra điểm lạ của đống cỏ đó mà đi đến. Lúc đến gần khu đống cỏ, bà cảm thấy bồn chồn, chân cứ như bị ai đó níu lại. Và khi lật đống cỏ lên thì bà không tin vào mắt mình nữa, em trai nằm bất động ở đó. Lúc kéo em trai lên bờ, bà Hạnh hô hoán có ai cứu em tôi không, có ai cứu em tôi không, em tôi bị người ta giết rồi. Bà Hạnh cho biết sở dĩ hô hoán như vậy là do bà thấy vết dao chém trên trán em trai nên nghĩ bị giết. Chứ lúc đó bà cũng chưa xác định được sự thật em có bị sát hại hay không và hung thủ là ai. Một số người dân sống gần đó và đang làm đồng gần đó nghe thấy tiếng bà Hạnh liền chạy đến kiểm tra, giúp đỡ và trình báo vụ việc lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về an táng. Đã 2 ngày kể từ khi sự việc xảy ra, nhưng người thân trong gia đình vẫn còn nhiều nghi ngờ về việc anh Long bị sát hại. Ông Trần Văn Dũng, cậu ruột của anh Long cho biết bố mẹ Long mất cách đây hơn 10 năm. Nhà anh Long có 5 người anh em, 3 người con trai và 2 người con gái. Long là con trai út. Trong khi đó, 2 người anh của Long bị bệnh, mất cách đây gần 10 năm. Từ nhỏ, anh Long đã sống với bà ngoại ở ấp Rạch Thăng. Khi bà ngoại mất thì Long lên thành phố Hồ Chí Minh làm phụ hồ và mới quay về địa phương từ Tết Nguyên Đán năm 2020. Cũng theo ông Dũng, sau khi về quê sinh sống với bà Hạnh thì Long xảy ra mâu thuẫn với chồng bà Hạnh nên đã qua sống với dì ruột. Mới sống được một tháng thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Nó từ trước đến giờ đàng hoàng lắm. Tôi có mấy lần la dày mà nó chỉ cười rồi thôi, chứ không cãi nửa lời. Mấy cậu mấy dì thương Long vì nó hiền, chí thú làm ăn, ông Dũng chia sẻ. Ngoài ra, ông Dũng còn tiết lộ khi đi bắt cá, anh Long mang theo đèn pin. Nhưng khi mọi người phát hiện thi thể thì cái đèn pin còn nằm trong túi, chưa bật sáng.
Như vậy, có thể Long đã chết từ lúc chiều tối. Hiện gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân tử vong của anh Long, từ đó xác định xem anh Long chết do sự cố hay bị sát hại. Một bản nhỏ bên dòng suối Nậm Hóa bỗng trở nên chấn động khi người dân phát hiện thi thể xác nữ từ dưới lòng nước nổi lên. Ẩn giấu sau đó là mưu đồ với dã tâm tàn ác của gã nhân tình. 14 giờ ngày 31 tháng 1 2014, tức mùng 1 Tết Giáp Ngọ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo từ Công an huyện Thuận Châu về việc quần chúng nhân dân và đồn công an Cọ Mạ phát hiện thi thể nữ chết dưới khe suối Nậm Hóa, đoạn qua bản Hát Bang, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu. Thi thể nữ giới đang trong quá trình phân hủy nặng. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Thuận Thành vào cuộc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động tra án, truy tìm hung thủ. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là chị Vừa Thị Xúa, 35 tuổi, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, Sơn La. Nạn nhân bị hai đoạn dây siết cổ gây tử vong. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của nạn nhân thì thấy nổi lên đối tượng Phá A Tủa, 33 tuổi, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, Sơn La, có nhiều điểm đáng nghi. Phá A Tủa được xác định là người tình của nạn nhân, có một số bất minh về thời gian và biểu hiện tâm lý bất thường. Theo người nhà nạn nhân, từ lâu chị Xúa đã có mối quan hệ yêu đương với Phá A Tủa. Ngày 3 tháng 1, 2014, Tủa có đến nhà đón chị Xúa đi và từ đó không thấy chị Xúa về nữa. Từ những bằng chứng trên, cơ quan điều tra triệu tập Phá A Tủa lên trụ sở làm việc. Ban đầu, Tủa tỏ ra rất bình thản. Hắn chối bay chối biến về mối quan hệ bất chính với nạn nhân và việc giết chết nạn nhân. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, vừa đấu tranh cứng rắn, vừa cảm hóa giáo dục, Tủa bắt đầu khai báo. Tủa hé lộ, hắn không thực hiện hành vi một mình mà có người trợ giúp. Kẻ đó là Hoàng Văn Kẹo, 56 tuổi, trú ở bản Hát Xiến, xã Cọ Mạ, huyện Thuận Châu. Cả hai đối tượng đều thừa nhận hành vi đã cùng nhau giết chết Vừa Thị Xúa. Tủa khai, từ năm 2010, mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn gian díu với chị Vừa Thị Xúa. Đến tháng 9 2013, chị Xúa báo tin có thai nên Tủa rất lo lắng, không biết giải quyết thế nào. Tủa sợ nếu mọi chuyện vỡ lở thì vợ Tủa và gia đình sẽ biết, còn xấu hổ với dân làng nữa. Chính vì thế, hắn đã nảy sinh ý định sát hại cả nhân tình lẫn thai nhi đã thành hình ở trong bụng. Tủa đến tìm Hoàng Văn Kẹo nhờ giúp mình giải quyết chị Xúa bằng cách dùng gậy đập nhiều nhát vào đầu. Sau đó, dùng dây thừng và dây cao su siết cổ nạn nhân cho đến chết. Tiếp đó, chúng khiêng thi thể thai phụ xuống khe suối, dùng đá đè lên. Theo điều tra của công an, đối tượng Hoàng Văn Kẹo cũng là kẻ có lý lịch đen. Kẹo từng có tiền án về tội giết người từ năm 1992, bị tuyên án 12 năm tù giam, nhưng chấp hành được 9 năm thì được giảm án tha về. Điểm gây án, hành vi, thủ đoạn giết người của Hoàng Văn Kẹo ở vụ án này tương tự với vụ án giết người mà Hoàng Văn Kẹo đã thực hiện trước đây. Những kẻ sát nhân cứ nghĩ rằng khi dùng đá đè lên xác nạn nhân thì tội ác của chúng sẽ mãi mãi bị vùi dưới khe suối. Nhưng chúng không ngờ oan hồn thai phụ đã lật đá nổi lên giữa khe suối, tố cáo dã tâm tàn ác của gã nhân tình. Để rồi, sau 2 ngày kể từ khi nhận được tin báo phát hiện thi thể thai phụ dưới khe suối, cơ quan điều tra công an đã bắt được hung thủ gây án và vạch trần được mưu đồ sát hại người tình với dã tâm tàn ác của gã nhân tình Phá A Tủa.